Với các fan K-pop, hình ảnh bốn cô nàng nhà hát Hường luôn đi cùng với sự cool ngầu và chanh xả khiến người người phải ngưỡng mộ. Từ các sân khấu thu hút hàng chục ngàn người tham gia cho đến những sự kiện cao cấp, không có lúc nào các thành viên khiến người xem phải thất vọng với thần thái 10 điểm không có nhưng của mình. Vậy nhưng, chỉ những người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Bên cạnh những khoảnh khắc ngầu như vậy, cũng có lúc con người thật của các cô nàng Blackpink đã khiến fan hâm mộ cũng phải đau đầu khó hiểu. Thậm chí những giây phút nhóm vô tình loát chậm đã nhiều lần khiến Blink phải đổi quần không dám nhận người quen. Ngày hôm nay hãy cùng NHT K-pop khám phá những khoảnh khắc Blackpink bị lát nhẹ nha. 1. Nhầm mẹ. Qua ống kính máy ảnh, các Blink đã bắt gặp bộ đôi rapper Jennie và Lisa cùng mẹ của cô nàng mắt này sau concert Seoul của nhóm. Cho đến khi cả ba đã cùng nhau bước ra cửa, giọng ca solo bất ngờ thay vẫn khoác chặt tay của mẹ nàng Lisa giống như mình mới là con gái đích thực vậy. Thậm chí cô nàng còn cố tình nán lại trong khi main dancer của nhóm đã vội vẫy tay chào và chuẩn bị rời đi. Phải vài tích tắc sau, nàng Mandu mới như choàng tỉnh và nhanh chóng vẫy tay chào mẹ Lisa. Điều đáng nói ở đây là có vẻ như em út nhà hát Hường không có vẻ gì là ngạc nhiên trước viễn cảnh suýt chút nữa là thấy mẹ mình bị bắt cóc cả. Chắc hẳn là tình cảm giữa các thành viên đã quá bền chặt nên Jennie cũng sẵn sàng coi gia đình của nàng Lisa như của mình luôn. 2. Nhầm tên nhóm. Trong video Summer Diary, các cô nàng nhà hát Hường đã cùng nhau tham gia một chuỗi trò chơi để tìm ra X-Men đứng đằng sau. Khi đến với trò chơi Tâm Sao Thất Bản, cô nàng Lisa đã đưa ra chính tên nhóm của mình để truy miệng cho các thành viên. Những tưởng đây sẽ là một nhiệm vụ quá dễ dàng, vậy nhưng Chông Gai đã ngay lập tức xuất hiện từ những giây đầu tiên. Lúc đầu mắt này nhà chúng ta đã rất tự tin nói ra cái tên Blackpink. Nhưng ngay sau đó, cô nàng phải mất vài giây để loát được cách phát âm tiếng Hàn của nhóm mình là gì. Nữ thần tượng đã phải đổi khẩn cấp sang Blackpink. Nhưng dù có vậy, giọng Kamani vẫn phải suy sụp vì độ hát não của câu hỏi. Ngay lập tức, đường truyền tới Jisoo để gặp vấn đề và chị cả của nhóm đã truyền đi đáp án thành Blink. Chuỗi sai lầm tai hại này đã kéo dài tới tận Jennie và cuối cùng nhóm đã đưa ra câu trả lời sai. Nhưng dù tên nhóm có thể nói sai, tình cảm của các cô nàng dành cho Blink lại real không thể chối cãi rồi. 3. Lão sư cũng phải lát. Trong một tập phát sóng của chương trình Thanh Xuân Có Bạn mùa 3, cô nàng Lisa đã được các cố vấn từ đầu cầu trực tiếp hỏi chia sẻ cảm nghĩ. Tuy nhiên vì lý do kết nối đường truyền yếu mà lão sư đã chăm chú nghe mà không hề hay biết câu hỏi là gì. Thấy gương mặt dừng khoảng chừng là 10 giây của nữ thần tượng, tất cả các cố vấn đều không thể nhịn cười trước biểu cảm đáng yêu này. Phải mất một lúc, câu hỏi mới được thành công truyền đến đầu cầu của Mendezer. Tới lúc này, cô nàng mới bừng tỉnh và cười lớn đầy ngại ngùng vì sự quay đồ vừa rồi. Thậm chí trước khoảnh khắc dưỡng thê thế này, các thí sinh đang ở khán đài cũng không thể ngừng bật cười. Ngay lập tức, các lão sư còn lại đã phải đi an ủi nàng Lisa rằng đường truyền đã được khôi phục rồi. Chỉ tới lúc này, giọng Kamani mới tự bấm nút reset về chế độ nghiêm túc thường thấy của mình trong chương trình. 4. Tai nghe có vấn đề. Trong một concert prompting của nhóm, khi đang chuẩn bị giao lưu với các fan, cô nàng Lisa đã bất ngờ phải xin phép dừng cuộc chơi vài phút do trục trặc với tai nghe của mình. Vậy nhưng đúng lúc Mendezer định chạy về cánh gà để khắc phục sự cố, cô nàng lại đột ngột phanh gấp và quay đầu lại do thấy thiết bị đã hoạt động trơn tru trở lại. Lúc này, giọng Kamani đã vừa chạy lại phía Blink, vừa cho thấy biểu cảm không thể nào háo hức hơn. Và cuối cùng cũng có thể gửi lời chào tới khán giả. Đúng là trong mọi tình huống thì sự đáng yêu của mắt này cũng không thay đổi mà. 5. Một mình một hướng. Dù chỉ là các tân binh debut chưa được bao lâu, nhưng tại thảm đỏ lễ trao giải Golden Disc lần thứ 31, Blackpink đã thu hút sự chú ý của đông đảo cánh báo chí cũng như người hâm mộ tới xem. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, các thành viên đã thể hiện diện mạo chanh xả và để lộ thần thái cool ngầu mỹ chê. Vậy nhưng điều này cũng không ngăn được bốn cô nàng để lộ sự bản lẽn đúng với mặt Hường trong tên nhóm. Đặc biệt là nàng sóc của chúng ta đã trả lời câu hỏi của MC đang ngại ngùng, chuẩn tim hướng nội. Có lẽ cũng vì quá choáng ngợp trước ống kính và không khí sự kiện mà lúc rời đi, nữ thần tượng đã nhanh chân một mình đi về một hướng và bỏ lại các thành viên. Chỉ tới khi được nhắc nhở, giọng ca Gon mới đứng hình trước khi chỉnh lại thành chế độ act cool và bước đi như chưa hề có chuyện gì hết. Dù hơi lát một chút, nhưng không thể phủ nhận khả năng phản xạ của Rosé là miễn chê. 6. Sáng tạo từ mới. Trong một video hỏi đáp đặc biệt do Twitter đăng tải, các cô nàng đã có khoảng thời gian giải đáp về những dự án và kế hoạch của nhóm trong thời gian gần đây. Những tưởng đây sẽ là một chuyên mục cảm động khiến các fan phải rơi nước mắt. Vậy nhưng ngay khi định cập nhật về cuộc sống của mình, Rosé đã vô tình nói Blink thành Blinkto. Blinkto. Điều này ngay lập tức làm bộ đôi Jennie và Jisoo phải dậy sóng và yêu cầu nàng sóc xin lỗi để an ủi tâm hồn bị tổn thương của người hâm mộ. Trước phản ứng dữ dội này, Man Vocal phải nhanh trí chống chế rằng đây là biệt danh đặc biệt dành tặng cho fandom. Những tưởng câu chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, nhưng cuối cùng, chị cả của nhóm cũng không tránh khỏi trở thành nạn nhân của vị thần tráo từ ngày hôm đó.
Trong lúc đang nói về dự định tự sáng tạo thiết kế album theo sở thích dành cho người hâm mộ, giọng ca Flower đã vội vàng nói Kirsten thay vì Kirsten. Cô nàng cũng không phải là ngoại lệ khi ngay lập tức bị các em chỉnh lại từ đúng. Có lẽ đây chính là video bất ổn nhất của các cô nàng hát hương rồi. 7. Thiên thần lộn cánh. Trong tập Blackpink Diaries, trong một chuyên mục thâm nhập hậu trường độc quyền, khi vlog Jennie đang giới thiệu về các staff đã làm nên sự thành công của buổi diễn, cô nàng đã trổ tài diễn sâu và tỏ ra ngỡ ngàng trước bóng dáng ai đó vừa vụt qua nơi đây. Đó không ai khác chính là man vocal Rosé đang khoác lên mình bộ cánh tiên tử và được nàng Mandu phải cảm thán là một thiên thần. Những tưởng đây là một cảnh phim đầy cảm xúc thì cũng chính là giọng ca You and Me đã biến hóa thành một đoạn kết cảm lạnh chỉ vài phút sau khi chỉ ra là đôi cánh thiên thần này đã bị đeo ngược rồi. Trong khi Jennie đang cười lớn, nàng sốc đã phải nhanh chóng chữa cháy và khắc phục sự cố tai hại này. Dù có là thiên thần đi nữa thì cũng có lúc phải nhầm lẫn thôi, đúng không nào? 8. Lạc theo giai điệu. Trong một lễ hội âm nhạc của Đại học Hàn Quốc, các thành viên hát hường đã mang tới sân khấu As If It's Your Last đầy bùng nổ. Vậy nhưng có lẽ vì bầu không khí quá lôi cuốn mà main vocal của nhóm đã vô tình bị lạc trôi giữa sân khấu. Khi tới phần rap của Lisa, thay vì thực hiện vũ đạo như thường lệ, các cô nàng đã quyết định thay thế bằng động tác freestyle của riêng mình. Đi ngược lại với họ chị em, nàng sóc vẫn theo đường cũ mà nhảy theo động tác gốc của bài. Khi nhận ra lỗi sai này, cô nàng đã ngay lập tức quay người lại để che đi tiếng cười lớn của mình trước khi làm khuấy động bầu không khí như chưa từng có gì xảy ra. Có lẽ coupling cũng không thể vạch trần Rosé với sự đáng yêu này rồi. 9. Ngơ ngác giữa dòng đời. Trong một concert prompting của nhóm, buổi diễn đã đi đến những giây phút cuối cùng với sân khấu As If It's Your Last. Trong khi main vocal Rosé đang chìm đắm với phân đoạn hát của mình, thì ở xung quanh, các backup dancer và các thành viên khác đã nhanh chóng quay lại thành một vòng tròn để chuẩn bị cho màn quẩy cuối cùng. Khoảnh khắc khán giả chant Blackpink In Your Area cũng là lúc nàng sốc mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã bị lạc lối giữa dòng người rồi. Trái ngược với nụ cười của các dancer, cô nàng nhìn xung quanh với vẻ bối rối và không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng chỉ vài tích tắc sau, nữ thần tượng đã lấy lại tinh thần dân chơi và nhanh chóng hòa theo điệu nhạc một cách bất chấp. Đúng là dù ở tình huống nào thì năng sốc của chúng ta cũng không thể đánh mất bản năng idol của mình mà. 10. Không nhận ra mình nổi tiếng. Trong một buổi phát sóng trực tiếp trên V-Live, bộ đôi Jennie và Jisoo đã dành thời gian tâm sự, không chỉ cùng các Blink từ Hàn Quốc mà còn là các fan quốc tế nữa. Chính vì nhận thức được điều này mà main rapper của nhóm đã chủ động dành một chuyên mục tiếng Anh đặc biệt để người hâm mộ từ các quốc gia khác cũng có thể hiểu được. Nữ thần tượng đã bảo chị cả nhóm hãy gửi lời chào dành cho Blink quốc tế và với một phong thái hết sức tự nhiên, cô nàng đã giới thiệu lại, mình tên là Jisoo. Ngay lập tức, Jennie đã phải nhắc nhở rằng các fan đều biết giọng ca Flower là ai mà. Vậy nhưng lại có vẻ là một tin chấn động với Jisoo và cô nàng đã bật mốt ngỡ ngàng và cảm kích khi thấy fan hâm mộ biết tới tên mình. I'm Jisoo. They know you're Jisoo. You know? Thank you. Trước khoảnh khắc lắc nhẹ này của chị mình, nàng Mandu cũng không biết làm gì ngoài cười bất lực. Có vẻ người duy nhất không biết Jisoo nổi tiếng lại chính là Jisoo rồi. Là những nữ thần tượng hàng đầu K-pop, nhưng các cô nàng nhà hát hường không chỉ có mặt mạnh mẽ hay quyến rũ như thường thấy trước công chúng. Bên cạnh đó, các thành viên còn có những khoảnh khắc bối rối, ngơ ngác đầy đáng yêu như này, giống như những cô gái nhà bên vậy. Chính điều này đã khiến Blackpink càng yêu quý và dành nhiều tình cảm cho idol của mình hơn. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những lần Blackpink lỡ lắc nhẹ này? Hãy bình luận phía dưới cho tụi mình được biết với nha. Ngoài ra các bạn cũng đừng quên đăng ký và ấn quả chuông thông báo mỗi khi N2T K-pop có tin tức mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Tạm biệt.